Trong mỗi bản tin dự báo thời tiết trên truyền hình, khán giả có lẽ đã quen với các địa danh được ví như chảo lửa miền Trung trong các mùa đại hạn, Con Cuồng, Nghệ An, Hương Khê, Hà Tĩnh, Tuyên Hóa, Quảng Bình. Tuyên Hóa những ngày này nắng nóng như giang, gió phơn thổi mạnh suối ngày đêm càng làm cho không khí càng thêm ngột ngạt. Trong khi nhiệt độ ở các huyện trong tỉnh 38 đến 40 độ C thì Tuyên Hóa ở mức 41 đến 41,5 độ C. Nắng nóng kéo dài khiến hàng ngàn hộ dân nơi đây rơi vào cảnh thiếu nước sinh hoạt và sản xuất, cuộc sống bị đảo lộn thượng nguồn sông danh thời điểm này nhiều đoạn cạn trơ đáy, thỉnh thoảng còn một vài lạch nhỏ. Đã vậy lần đầu tiên sau 30 năm do khô hạn nên sông danh bị nhiễm mặn lên đến thượng nguồn rào trổ. Nguồn nước sông danh không còn cũng đồng nghĩa với việc nguồn nước ngầm cung cấp cho các giếng khơi, giếng khoan và công trình cấp nước tên địa bàn cũng không có. Thiếu nước, người dân quay cuồng tìm nguồn nước để phục vụ những nhu cầu sinh hoạt tối thiểu hàng ngày. Nơi còn lạch nước giữa sông thì ra gánh nước về dùng, không kể chất lượng như thế nào. Nơi sông trơ đáy thì dùng xe máy đến các khe suối sâu dùng can đưa nước về không có nữa thì đành buộc bụng mua nước bình dùng re sèn để có nước sinh hoạt hàng ngày mỗi nhà cử một người chuyên xuống khe múc rồi chờ nước về dùng theo trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn quảng bình việc lưu lượng nước cung cấp từ các công trình cấp nước tập trung sụt giảm mạnh cùng với các công trình cấp nước sinh hoạt nhỏ lẻ mà người dân nông thôn thường sử dụng như giếng khoan giếng khơi cũng đang dần cạn kiệt do mực nước ngầm hạ thấp hàng vạn hộ dân trong tỉnh thiếu nước sinh hoạt ở nhiều nơi người dân phải đào giếng sâu hơn để tìm nước nhưng hầu như không có qua giả soát toàn bộ 113 công trình cấp nước tập trung trên toàn tỉnh thì hầu hết không bảo đảm cung cấp đủ số lượng và chất lượng nước cho người dân do nguồn nước đầu vào sụt giảm. Một số công trình nước bị nhiễm phèn hoặc xâm nhập mặn, trong đó 18 công trình tại hai huyện miền núi Minh Hóa và Tuyên Hóa đã ngừng hoạt động do nguồn nước khô cạn. 27 công trình nguồn nước đầu vào sụt giảm mạnh, lượng nước cung cấp hàng ngày chỉ đạt từ 15%, 40%. Công suất thiết kế, ba công trình lấy nước nguồn từ sông Danh bị nhiễm mặn, chỉ số ít công trình đang duy trì được nguồn cung cấp song nếu tình trạng khô hạn kéo dài thì nguy cơ thiếu hụt nguồn nước chắc chắn sẽ xảy ra nước sông rào nan hiện tiếp tục xuống thấp sau khoảng một tuần nữa sẽ làm giảm nguồn cung nước sinh hoạt cho thị xã ba đồn